Hello, Quang Duy xin chào tất cả các bạn nha. Mình chào. Hôm nay là July 6 rồi. July 7 chứ. Là tháng 7, ngày 7 năm 2018. Vẫn còn hè. Nhưng mà mình được một cái là hai bữa nay trời mưa. Hôm qua với lại hôm nay á, có thể có mưa. Hôm qua là mưa tầm tã luôn. Thì mình được hai ngày mưa ha. Trong cái tháng 7 này, mùa hè này thì những cái ngày mưa thì mình rất là mong những cái ngày mưa đến để cho cây trái nở hoa cho nó đẹp đẽ rồi cỏ rồi xanh tươi. Nói chung là có mưa, có nắng là phải có mưa. Ok. Để con Dương vô thẳng cái vấn đề là mình làm cái video hôm nay bây giờ là mình làm cái video để chia sẻ với các bạn là cái tình hình ở đằng sau vườn của nhà của Quang Dương nó như thế nào. Ok. Thì bây giờ buổi chiều rồi, bây giờ mình đang chuẩn bị ăn cơm chiều nè. Coi nè, đem thịt ra ngoài nướng luôn nè, thấy không? Nướng trong nhà nó hôi cho nên mình đem ra ngoài thì mình cứ đem cái oven hoặc là cái microwave của mình ra ngoài để mình hâm đồ hoặc là nướng đồ á thì nó tốt hơn là hâm ở trong nhà nó hôi cái nhà mình đúng không? Thì mình chưa có làm cái phòng cái nhà ở ngoài đây, lúc trước có nấu có để nồi này nọ nấu nhưng mà mình thấy nó bộn bề quá thì mình khiêng dời cái nó lên trên kia một chút có thể mình cho cả nhà thấy. Thì tạm thời á, thì mỗi ngày á, thì mình nếu mà có nướng hay nấu gì thì mình cứ đem ra đem cái máy microwave hoặc cái oven ra đây để cho ở ngoài như vậy nè để mà mình nấu những cái thịt hoặc là nướng những cái thịt đáng lý làm biếng để gì thôi chứ đáng lý là phải phải có một cái nhà hoặc là một cái chỗ để mà nấu nướng ở ngoài đây nè nó xa cái nhà nhưng mà bởi vì bây giờ mình chỉ nướng thịt ít ít thôi cho nên nướng kế nhà không sao nhưng mà lưu ý nha nếu mình nướng nấu gần nhà kế bên nhà thì ruồi muỗi rất là nhiều thì nó thì mỗi khi mình mở cửa đó mở cửa vô nhà thì sẽ có rất là ruồi muỗi nó bay vô theo cho nên mình đề nghị là đem nấu ra ngoài xa xa một chút tại vì người nhà của mình đó, họ chắc có lẽ là họ làm biếng á thì làm biếng thì sẽ xảy ra những cái tình trạng không có được tốt nhưng mà đây là người nhà của mình thì mình không có ngại là nói ai làm biếng thì mình nói làm biếng thôi nhưng mà đáng lý là để như vậy thì không đúng phải phải nấu ra xa xa một chút nó đỡ hơn nhưng mà xa xa thì mình cũng có rất là nhiều đồ thì mình đã nói hồi lâu rồi hồi trước á, thì nhà của mình á, ở ngoài đây nè ở ngoài đây là nhà thì để cái bếp ở ngoài đây nhưng mà một thời gian á giống như là ít nấu đi để nó nhìn nó kỳ cồng kềnh với lại nó dơ á cho nên với lại nấu ở ngoài á cũng cũng phải có một cái mái hiên để nó che nếu không cái bếp của mình nó sẽ bị hư bị sét. Ok thì mình tạm thời mình chế biến cái nồi nồi để nồi sắt ở trên đó đó cái nồi mà để nấu lúc mà mỗi khi mà chiên cá hay là làm cái gì nấu cái gì mà hôi á hoặc là số nhiều á thì mình đem lên kia mình nấu. Nhưng mà ít lắm, nhà mình ít khi nấu vậy lắm. Đa số bây giờ thì nấu trong nhà thôi. Thì lâu lâu á, chẳng hạn như bây giờ á, thì nấu thịt, nướng thịt này nọ thì đem cái máy nhỏ nhỏ ra để ngoài đây nấu chừng 20 phút cái đem vô thôi. À, mỗi ngày vậy đó. Chứ thật sự nấu ngoài đây á, mưa, gió này nọ cũng đâu có tốt đâu. Nếu mà chẳng hạn như mưa thì cái máy mình nó sẽ hư. Cho nên mình phải đem vô ra hoài à. Thì nay mai cũng có dự định là nhà là xây cái bếp ở đằng sau đây. Nhưng mà không biết chừng khi nào là sẽ bắt đầu. Hồi xưa hồi trước á, trước khi xây cái phòng của mình á, cái phòng này là phòng riêng của mình mới xây nè. Hồi xưa là ở trong đây là cái bếp, làm cái bếp ở trong. Nhưng mà nó dơ quá đó, cho nên nó nhà là muốn đem nó ra ngoài đây. Đem ra ngoài đây xong rồi á, bây giờ lại đem lên trên kia. Thì nó cứ vòng vòng vậy đó. Thì nếu mà nhà ai có party ha, nấu ăn thường xuyên á, thì đương nhiên là làm cái phòng bếp ở ngoài sau nhà rồi nó tốt hơn có gì nhậu nhẹt hay là ăn uống thì nó cũng có khách mời có bạn bè đến thì cũng tốt hơn nhưng mà nhà mình thì ít khi có cái dịp tiệc này nọ lắm cho nên cũng không có nấu nướng nhiều cho nên không có làm cái nhà nấu ở ngoài đằng sau đây thì người nhà ăn thôi người nhà thì chỉ có mấy người thôi thì nấu đại khái ăn được rồi thì mình làm cái video clip này chia sẻ coi như là những cái chuyện mà những cái đồ mà xung quanh nhà mình thôi nha chẳng hạn như là mình vừa mới nói cái vụ ăn uống nấu bếp nhưng mà đặc biệt cái video này á, là mình chỉ muốn nói đến nhấn mạnh nó đến về cây lá độc và những cái gì mình đang làm đây không còn cái gì khác nữa hết á, để cho các bạn coi thì cây hồng nè cây hồng thì cũng có trái ít ít nói chung lại là mùa hè này thì cũng có mưa cho nên nó cà nè cũng có thu hoạch đi. Đó, bây giờ mình cho các bạn đi xung quanh cái vườn mình cho xem một chút, ha không? Xong một chút mình sẽ nói về cây lá độc và ở trên đó mình đã cuốc những cái lá độc.
là cho cái giải thích thêm các bạn nó như thế nào. Cái đây là cái cây lê nè, cây lê nha, thứ nhì, cây lê nhỏ thứ nhì thì nó rất là có nhiều trái, rất là trái, trái rất là nhiều, trái nhỏ 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 không à. Nhưng mà mấy bữa nay được mưa cho nên nó mọc to ra một chút xíu, chứ trái năm này thì cũng không có nhiều, không có được lớn, nhưng mà nó rất là nhiều à, chùm chùm không à, không đây nè, trái lê nhà mình là chùm chùm không à. Mình làm video clip này tại vì bữa qua nay bị mưa đó, cho nên mình quay cái đằng sau vườn nhà mình nó tươi hơn, không nó xanh xẻ hơn, và đất nó bây giờ rất là ướt nha, thì mình phải cẩn thận lúc mình đi à. Nhưng mà cũng đỡ một cái là ướt á, mưa đó ướt á, thì nhìn nhận mấy cái con insect đó, nó cũng bớt đi, thì chỉ coi chừng những con như con trùng hay là những con nhìn nhận thì chắc không có nhiều, nhưng mà coi những cái con sâu này nọ có thể có. Đây là cái cây táo nha, theo mình được biết là cây táo Fuji thì mấy năm trời nó không có trái, thì 1-2 năm nay nó mới có trái thôi, có trái thì trái cũng ok chứ không có được lớn lắm. À, đây là hai cái trái hai cái trái cây apple Fuji của nhà mình trồng, thì cây này thì nó mọc cũng khá là lớn rồi nhưng mà trái thì năm nay mình thấy cũng có trái đó nha, nhưng mà không à, cũng leo que vậy thôi. Nhưng mà bực một cái là có những cái chú sóc chạy đến phá ăn, không nó ăn không nhiều nhưng mà nó phá thì nhiều, hình như 2-3 con sóc luôn á. Nè, cây cây táo Fuji năm nay cũng lớn mà cũng có trái cũng khá là nhiều đó chứ. À, cho các bạn xem thấy chưa. À, bây giờ qua cái cây này là không biết cây này cây táo luôn phải không ta. À, đây cũng là cây táo, hình như là cây táo Tàu. À, cây táo Tàu mà lai, cho nên nhìn nó hơi cao cao và nó cũng giống giống lai lai giống như cái cây cây lê bên này nè. Hả, phải cây táo Tàu không ta? À, cái đó cây táo đó, cái táo hay cây lê ta, mình cũng không rành lắm, nhưng mà nghe nói là hai cây này là hai cây táo nè, nhưng mà cái táo này đặc biệt là nó à, cây này cây lê chứ không phải cây táo. Ok, như vậy là cây cây à, táo Tàu à, cây lê Tàu à, cây E nó gọi là Asian pear đó. À, cái cây này thì trồng sau này thì nó nhỏ à, nhưng mà nó mọc rất là cao và nó cũng có trái, năm ngoái nó mới bắt đầu có trái thôi, thì trái nó bây giờ rất là ít tại vì bị mấy con chú sóc nó ăn hết trơn rồi, thì bị mấy chú sóc ăn hết trơn rồi à, còn chừng leo que mấy trái thôi mà trái cũng nhỏ lắm, nhưng mà trái này thì không có hái được tại nó cao quá đi. Còn cái cây bên đây là cây lê nha, hai cái cây lê mà mình trồng đầu tiên á, là cây này là cây lớn nhất nè đó, còn cây bên kia là bên kia. Cái cây bên kia nó nhỏ hơn nhưng mà trái nó rất là nhiều, mà trái nhỏ thôi, năm nay trái rất là nhỏ. Còn cái cây bên đây á, thường thường á, trái rất là bự, nhưng mà không biết sao năm này á, trái nó nhỏ, nó ít hơn bên kia mà nó lại cũng nhỏ, nó không được lớn. Ở trên cao thì rất là nhiều, ok, ở trên cao rất là nhiều trái nha các bạn, mà trái cũng nhỏ nhỏ thôi chứ không lớn lắm, nói chung là phân nửa trái, khoảng chừng phân nửa gấp mấy năm ngoái là nó bự hơn nhiều. Ở dưới đây thì không có nha, không có nhiều nha, dưới đây rất là ít. Không biết tại sao ở dưới cái cây lê bên đây á, nó ở dưới đây nó rất là ít trái, còn ở bên kia nó rất là nhiều trái. Mình biết tại sao rồi, quên là những cái chú sóc á, rất là sóc nha, phá. À, chú sóc, mấy chú sóc nó là ở bên phía bên kia nhà kìa, không biết cái tổ nó ở đâu, phía bên kia đó, nó có nhà bên đó nữa. 3-4 con, mỗi lần chạy qua là chạy 2-3-4 con chạy qua, cái bắt đầu hái lê mình, không, leo lên cây táo, năm nay là bị cái táo bị nhiều nhất, năm nay là cái táo bị mấy chú sóc lên ăn nhiều nhất. Mình thấy rất là sốc những chú sóc mà chờ mưa đó, cái bắt đầu chạy qua leo lên cây, phải không? Hồi xưa có những cái cây mà trước khi mình chặt á, có những cái cây ngay đây nè, nó nhảy qua, nó không có đi bộ mà nó nhảy qua luôn. Năm nay thì mình thấy nó có đi bộ dưới đất dưới đường, thì nó đi bộ xong nó lên trên cái cây này, nó bắt đầu nó hái những cái trái lê trái táo á, nhưng mà đa số thấy nó hái xuống rớt xuống ào ào ào, nhưng mà nó ăn đâu có được bao nhiêu, phải không? Đôi khi thấy nó ngậm cái trái táo hoặc là cái trái đào cái trái trái lê hoặc là trái táo á, nó ngậm rồi xong cái nó chạy qua, nó chạy về nhà hả. Nhiều khi mình lấy đá lấy cây ném chọi á, thì nó nhảy qua bên kia, nó nhảy qua phía bên nhà kho của mình luôn. Ồ, nó lẹ lắm, chú sóc lẹ lắm, nhảy qua nhà kho bên kia của mình xong rồi hả, chạy phía bên kia là chạy trốn á. À, nhiều khi mình lấy đồ mình ném nó, mà có mấy lần mình ném trúng nó mà nó không có đau, ném trúng mà ném xa xa cho nên nó không có đau, còn ném trúng mà gần chắc có lẽ nó cũng xin nghỉ nữa. À, mình tính cho nên mình cũng tính là hả,
làm mấy cái bẫy mấy chú sóc ha, mấy chú chim chơi ở đây, đằng sau nhà mình nhiều chim đó nha, chim xanh chim đỏ chim đẹp lắm, chim giống két lắm kìa. Thì những chú chim buổi sáng sáng mới thấy nhiều, còn sóc đó, hả, thì sóc thì cũng nhiều, nhưng mà đặc biệt là chim là nhiều nhất. Mình tính làm mấy cái bẫy để bẫy chim bẫy sóc, nhưng mà thấy tội nó quá, bẫy vậy mình cũng đâu có ăn đâu làm gì được đâu. Có nhiều người họ bẫy họ ăn á, họ bẫy sóc họ ăn sóc luôn á nha, họ bẫy đồ ăn luôn á, họ bẫy xong họ ăn luôn á, hoặc là họ bẫy họ chơi vậy đó, họ giết chơi vậy đó. Nhưng mà mình thấy làm gì mất thời gian mất công và cũng không có lợi lộc gì hết đó, tại mình làm gì á, không chừng nam ma nó kéo nguyên đàn nó tới nó ăn hết luôn cây trái nhà mình làm sao. Nó như vậy nó thảm thương lắm rồi, nhưng mà mấy năm trước á thì đỡ, mấy năm sau này á bị thảm thương luôn, mấy cái cây này bị mấy con sóc chim này nó ăn hết, nó ăn gần hết luôn. Thì tại nhà mình đâu có ai ăn nhiều, có mấy năm đầu nó mọc trái nhiều cho người ta hết trơn, mấy năm sau này trái nó rụng xuống đây nè, nè có mấy trái nó rụng nè, nó rụng xuống hốc đừ luôn, rụng có năm nó rụng đầy cái chỗ này luôn, hôi luôn á. Cho nên mình thấy trồng cây mình không thích lắm, nhất là trồng trái cây, trồng nói chung trồng cây mình cũng không thích nữa. Tại vì sau khi mình được nghiên cứu mình biết cây nhà mà có cây nhiều không không có tốt, không trồng chơi vài cây kiểng thì ok, chứ nhà xung quanh nhà mình mà trồng nhiều cây quá, giống như nhà của Quang Dương nè, nhà của gia đình mình nè, trồng nhiều cây quá, cái đằng sau vườn nó đã nhiều cây rồi, đốn hết cả mười mấy 20 cây rồi đó nha các bạn, từ cây nhỏ tới cây to đó là mình đốn hết mười mấy 20 cây rồi đó, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cây ở trên đây, trên núi trên đây vẫn còn ít nhất cũng 30 cây. Ở lúc xưa lúc mình đếm là tới 50 cây lận, 50-60 cây lận, thấy không? À, cây cây nhỏ cây to luôn, đủ loại cây hết á, mình đếm khoảng 50-60 cây. Mình không có tính những cái cây cho nhỏ nhỏ xíu này nha, không có tính nha, tính những cái cây cỡ này thôi nè, đó, trở lên đó là 50-60 cây nữa nha, không có ít đâu. Thì nhà mình lúc mình về mua tới đây thì từ đó đến giờ là cũng mười mấy 20 năm, thì cắt cũng được mấy chục cây rồi đó, mấy cục cây, mấy chục cây vừa vừa thôi. Có cắt một cái cây thiệt là lớn vĩ đại nè, ngay đây nè, có cắt một cái cây đó vĩ đại luôn, lớn lắm, có cắt một cây đó lớn nhất thôi, với một cái cây bên kia, với một hai cây vừa vừa bên đây thôi. Còn bao nhiêu, nó còn rất là nhiều cây nha các bạn, thậm chí kế bên cái nhà kho mình cũng 3, 4, 5, 6 cái cây bự bự bự. Không biết ai hồi xưa làm cái nhà kho này không có được thông minh, xây nhà kho kế bên cây luôn. Bây giờ cây nó mục, kho nó cũng mục luôn, và cây lá tùm lum mình giờ muốn đốn bớt nhưng mà không biết cách nào đốn, với lại cũng đốn mệt lắm. Giờ tới 5, 6 cái cây xung quanh cái nhà này đốn sao nổi, đốn sợ nó sập nhà, phải không? Rồi hả, để thì không yên, phải không? Để thì lá này nọ hốc đừ luôn. Bây giờ ở trên đây là mọc lá độc cùng luôn. Đó. Ở dưới năm này mình trồng 3 cây cà, nhà mình trồng mấy cây cà với mấy cái rau le que bậy bạ, mấy rau rau sống này nọ ăn thôi. Đó, là ở dưới thì lá độc nó không có mọc nha các bạn, chỉ mọc phía bên kia là thấy nhiều thôi. Cái bắt đầu lên tới đây nè, lên tới trên đây nè là đó, lá độc nó mọc cùng luôn. Là mình sẽ đi cho các bạn thấy những cái cây lá độc, là mấy tháng 1-2 tháng trước là mình bị trúng cây lá độc á, nổi bành đan, nổi mụn quá trời luôn đó, bị ngứa, nổi một ngứa đó. Thì mình chắc chắn bảo đảm sau khi mình nghiên cứu một thời gian, mình nghiên cứu khoảng 2 tuần hay gì đó, là mình mới biết rõ là vì sao mình bị trúng lá độc và lá độc nó như thế nào, nó như thế nào, vân vân và vân vân. Thì mình nghiên cứu rất là lâu nha, mình nghiên cứu khoảng 2 tuần lễ mình mới biết rõ về cái cây lá độc và nó như thế nào, như sao là mình bị trúng như thế nào á. Thì bây giờ á, mấy tuần trước á, mình không có thời gian để mình dọn dẹp á, lúc trước mình dọn dẹp, đằng sau này nè mình không có biết về lá độc cho nên mình bị trúng lá độc, mà đằng sau này là lá độc không à, cây lá độc không à. Mấy 1-2 tháng trước mình có dọn dẹp ở trên đây đó, thì mình dọn dẹp thì mình đâu có nghĩ tới cái cây lá độc, cho nên nó hả ngứa quá trời luôn. Đó, mình dọn dẹp xung quanh đây nè, nếu mà các bạn xem cái video, mấy cái video lần trước của mình á, thì các bạn sẽ thấy mình dọn dẹp ở xung quanh đây. Thì những xung quanh những cái chỗ trên núi này, trên đồi của mình nó là cây lá độc không à, ở đây thì ít ít nha, nhưng mà nó lan truyền như là phía bên đây nè, mấy cái cây lá độc cũng có mấy cây bự bự nha, mình đốn hết 2 cây bự cây lá độc mà mình không biết á, vô ngứa quá trời luôn. Đó là mấy tuần trước á mình đốn 2 cây này nè, 2 cái cây cao lắm ngay đây nè, bây giờ nó mọc thành bụi rồi, nó mọc bụi rồi, cho nên mình nghĩ mình cần phải bứng luôn cái rễ luôn, tại vì những cây đó là cây lá độc không à, ở đây nè cây ngứa không á nha, đa số là cây ngứa không à,
mấy cây nhỏ nhỏ này nè, cũng có thể là cây ngứa nha, nó gọi là sum mát á. Hôm nay là mình đào cũng nhiều mấy cái cây nhỏ 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 gì lắm, nhất là cái cây lá độc, cây ba lá đó, thì mình chuẩn bị mình đào. Ở đây xung quanh bắt đầu từ đây là lá độc không luôn, các bạn thấy không? Đó, mấy xanh xanh đó là lá độc không nha. Đó, bây giờ sáng sáng đó, mình sẽ chỉ cho các bạn xem cây lá độc nó nhìn như thế nào. Đây nè, mình chừng một cây, cây này là bự nè, cây này hơi nhỏ nè, các bạn thấy cây lá độc ba lá không? Nó nhỏ nhỏ là nó nhìn như vậy đó. Còn những cái cây lá khác khác nữa nè, đó, cũng có thể là cây lá ngứa nữa nha, cho nên mình phải cạo đào hết luôn. Đó, nguyên bữa hôm nay là mình đào nhưng mà mình chưa có đào hết lên tới đây, tại vì nhiều quá, lên tới đây là chắc khoảng khoảng tuần nữa mình mới đào xong. Mình đại khái là mình cào mấy cái lá, mình cào lá xong rồi mình mới đào mấy cái lá thông á, mình cào nó cho nó sạch bớt đi, tại vì bây giờ ở dưới đây là đất mà thấy lá thông không à, thấy không? Thì mình phải cào lá thông cho sạch để mình thấy cái đất. Thì phía bên đây là con Dương mới cào được một chút là mình thấy đất, thấy chưa? Cào hết mấy cái lá thông với lại lá độc vô một chỗ bên đây nè, trong đây là toàn nguyên một bãi cây lá độc luôn nha. Thì mình vừa cào mình vừa đào nhá, mình lấy cuốc mình chỗ chỗ nào mà có cây lá độc đó, thì mình cuốc nó lên. Trang chỗ này mình đang cuốc nè, mình cuốc tới đây nè, bây giờ chỗ này hơi sạch rồi đó, và mình cuốc xong mình cào đó nè. Như cây này mình cuốc nè, mình không cần biết nha, những cái cây nào xanh xanh nhỏ nhỏ là mình cuốc hết cho trừ khử những cái cây lá độc. Nhưng mà mình cuốc tới đây rồi á, ở chỗ phía bên đây á là mới là nhiều cây lá độc nè. Như hôm bữa là mình quay video cho các bạn thấy là mình làm việc ở trên đây đó, mình cắt mấy cái nhánh này nọ đó bị ngứa quá trời luôn, mấy cái nhánh đó là bị những cái cây lá độc nó leo lên đó, rồi mình cắt đó rồi mình bị dính thôi. Rồi cái chỗ này nè, cái chỗ này mình làm việc nè, quá trời cây lá độc luôn mà mình không có để ý á, cái lúc mình bị dính á ngứa ngáy nguyên cả tháng luôn á, không có giỡn đâu các bạn. Thì mình có vài vài cái cuốc với vài cái cào nè, thì mình dùng cái cào, nhưng mà các bạn nên nhớ trước khi mà mình dùng cái cào là mình phải mang bao tay nha. Này, nãy giờ mình mang bao tay đó, mình mang bao tay vô, bao tay dày bao tay mỏng gì không có biết, nhưng mà có mang bao tay là được rồi, không đừng có mang cái loại bao tay mà nước nó vô được là không có tốt, tại vì những cái nước lá độc nó sẽ vô trong cái da tay của các bạn là sẽ bị ngứa. Ok, tốt nhất là mang hai lớp bao tay latex, bao tay ni lông là tốt nhất, là nước nó không có vô, phải không? Nhưng mà xong rồi sau khi đó mình mang bao tay dày luôn để cho tránh trường hợp như dính những cái cây lá độc nè nó thấm vô á. Thì nè, đây là cái cây khỉ nha, cây cỏ khỉ nha, thì xung quanh cỏ khỉ các bạn nhìn coi, cây lá độc không à, thấy chưa? Nè, cây lá độc nè, ba lá nè đó, với cây dâu dâu hoang, cây dâu hoang mình cũng đào luôn, những cái cây gì mà nó có gai có độc là mình đào hết đó. Mình đào hai đống ba đống nãy giờ để đây nè, ok, mình cào mình để đó đó. Rồi xung quanh đây á có rất là nhiều nhện nhện đó. Sau này mình mới nghiên cứu mình mới biết là không có nên để những đồ dưới những cái cây, không? Đây là cái cây là cây ngứa nè, cái cây này cây bự lắm nè, mà cây này gọi là cây sumac rồi đó, theo mình được biết đó, nó ngứa lắm. Không biết tại sao mà người ta cho nó mọc cao như vậy đó mà người ta không đốn. Có thể là mình sai nha, cây này cũng có thể là không phải ngứa, nhưng mà mình thấy lúc mà mình làm việc gần nó mình bị rất là ngứa sau khi mình chặt mấy cái cây mấy cái nhánh này nọ đó. Thì nói chung lại là những cái cây gì, những cái đồ gì mà mình để dưới cây là không có tốt. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì dưới cái những cái nhánh bự bự gì á, nó có nhện nè, nó có những cái con này con kia. Mình làm ở dưới đây á, mình làm dưới đây á, có thể nó nhảy xuống, phải không? Nó cắn mình, nó chích mình. Cho nên tốt nhất là mình để đồ những cái chỗ xa xa những cái cây, đốn những cái cây. Thì mình tính là dọn hết cái đống này sau khi mình làm sạch cái cỏ cỏ lá độc á. Sau khi mình đào, mình cào hết những cỏ lá độc á, thì cũng chắc cũng lâu lắm. Sau khi mình đào hết, sạch hết rồi đó, thì mình sẽ dời chỗ khác. Có thể là mình giờ đóng đồ mình phía bên kia hoặc là chỗ nào đó bên bên nọ, chứ chỗ này tương lai nó sẽ mọc lá độc nhiều lắm. Mình thứ nhất á, có thể mình chưa có dọn liền, có thể là mình giết trừ lá độc trước cái đã, phải không? Có nghĩa là bây giờ mình sẽ cào đào chắc cũng lâu à, khoảng tuần mình mới làm xong cái job này á. Xong rồi mình sẽ mua thuốc mình rải nó để cho tương lai á cây lá độc nó không mọc nữa, phải không? Mình phải bứng rễ luôn, coi như là mình coi như trừ khử cái rễ luôn. Các bạn, mình đào lá độc như vậy á, chưa chưa nhất thiết là mình đào được cái rễ, cho nên cái rễ nó vẫn còn ở dưới, mình đi á, có thể mình bị ngứa nữa, cho nên là mình phải đi mua thuốc này nọ để xịt những cái rễ cho nó xanh, này nó chết luôn, chết hết luôn, phải không? Rồi mình mới tương lai mình mới làm việc ở đây hoặc là để đồ ở đây được, chứ như vậy là không được rồi đó. Nó lan ra tới đây luôn, thì cây lá độc nó chỉ mọc ra tới đây thôi,
không, mọc ra tới trên cái núi này thôi, trên cái đèo đèo này thôi, nó không mọc dưới nhà mình. Thì đó, bên phía bên kia cũng đầy luôn đó. Mình bữa mình có đi ngang chỉ cho các bạn rồi, nhưng mà đặc biệt bên đây là nhiều nhất nè, bên đây là xanh lè luôn. Nè, mình chỉ các bạn xem là cây lá độc mà bự nhất đây nè, mình thấy nè, cái lá nó bự ghê không đó. Đó, hôm bữa mình cắt hai cái cây này nè là mình bị ngứa luôn đó. Đó, cắt mấy nhánh xung quanh đây với hai cây đó đó, là cây đó, hai cây này theo mình được biết là hai cây giống như là hai cây lá độc vậy đó. Nó leo lên hai cây đó nguyên cả mấy năm trời luôn mà. Thì bây giờ là mình phải trừ khử hết, mình sẽ cào đào những cái cây lá độc này ra hết, để đây là cái lối đi của mình, cái lối đi đằng sau của nhà kho, tại mình hay đi xung quanh đây lắm. Mình đi đây để lấy đồ này nọ nè, đi qua bên kia, đi phía qua phía bên đây không. À, quên nói với các bạn là cái này là cái bếp nha. Người nhà mình làm cái bếp lên trên đây luôn nha. Đó, cái bếp nó nhìn như thế này nè. Cái bếp thì tương đó là cái bếp nấu nấu tạm thôi mà. Bây giờ nó dơ lắm tại vì không có sửa soạn nó gì hết á. Cây lá này, với lại mình muốn làm cái bếp bếp ở đây là mình phải coi như là mình phải lấy kiếm đồ tre, làm cái đồ tre ngay xung quanh đây nè. Thì dự định làm vậy thôi, nhưng mà thấy không không có, cũng không có tốt nữa, tại vì nó có nhện rồi tùm lum hết nè. Thấy không, nó không phải là cái nhà cho nên nó hả là có con này con kia nó bu tới, nó có thể nó cắn nó chích mình lúc mà mình đang nấu rồi sao không. Thì để tạm vậy thôi, mỗi khi mà chiên cá gì ấy, thì có thể là lên trên đây mà chiên nó, kiếm đồ tre này nọ vậy thôi, chứ chứ thật sự cũng không phải là một cái bếp nữa, nấu nấu chơi vậy thôi. Mình nhớ là lúc trước á, mình có lên trên đây mình nấu cơm chiên, mình nấu đồ là đồ ăn làm birthday party, mình có lên đây nấu một lần rồi, nấu nào là nguyên một chảo bự luôn á, ra ngoài đây nấu tiện lợi lắm. Nhưng mà kẹt cái là sợ nó bị dơ á, hoặc là mưa đó, thì mỗi lần nấu mà mưa phải chạy vô nữa, với lại dơ, mỗi lần mà gió bụi đó, bay á, mình không muốn nấu ngoài đây đâu. Ok, vậy thôi, cho các bạn xem thấy gì mấy chục phút, 20 phút cái video này, cho các bạn xem thấy là từng hình cây lá độc đằng sau nhà mình nó mọc như thế nào, và mình đang làm như chuyện gì với những cái cây lá độc như thế này. Thì cây lá độc rất là nhiều, thì mình cũng tại lúc trước là cái chỗ đi của mình là toàn là mấy cái cây sumac, mấy cái cây poison ivy, mấy cây lá độc nhiều lắm, thì mình cào bớt đi, trong đây thậm chí trong đây nữa nè, mình phải cào bớt nè, thấy không, mình đào bớt nó mới ra đây nè, thấy không. Nguyên chỗ này là mình mới làm sạch sạch xong á, bây giờ thì thấy đất nhiều chứ hôm qua hôm kia là thấy là coi như cây lá độc không à. Thì cây rớt, nhánh cây rớt cho nên mình cũng không thích để đổ đây, nó nhánh cây nó rớt riết cái giờ đồ mình hết rồi, mấy cái nhánh cây á, nó rụng rụng nó rớt á, cho nên cái chỗ này á mình biết tại sao là người ta không thích rồi, tại vì cây nhiều quá, trừ khi là mình đốn hết cây đi thì cái chỗ này nó mới được sạch một chút, chứ nếu không là không dơ lắm, cây lá độc này nọ nó mọc tùm lum á, tại nhiều cây á, chỗ nào có nhiều cây á là ở ngoài trời là có những con này con kia. Cho các bạn xem nè, nguyên một cái bãi nhện nhện đó nè, mình không biết mình sẽ làm sao nữa nè. Hôm bữa mình leo lên đây mình cắt mấy cái nhánh á, có thể là những cái con nhện nhện nó cắn mình luôn á, cho nên mình mới bị như là sưng mặt này nọ luôn á, sưng người luôn á, còn cộng một phần cây lá độc xung quanh đây quá trời luôn. Thì mình chắc là mình phải dọn dẹp cái chỗ đó rồi, thấy không. À, nếu mà cây lá độc còn mọc nữa là mình sẽ không có để đổ ở đây được nữa. Thì đại khái cho các bạn xem vậy đó. Thì bên phía bên kia nhà thì có cái ông này, ổng vừa mới làm cái nhà kho giống giống nhà kho mình nè. Thì nhà ở bên phía bên đó là cây lá độc cũng cả đống luôn, thấy không, xanh lè luôn, mà ổng không biết ổng có làm gì hay không, nhưng mà lâu lâu mình có thấy ổng đi ra nhà ổng lấy đồ này nọ nhà kho đó. Thì ổng mới bill ở đây chừng 2 tháng à, nhưng mà thấy không, đất của xung quanh à, toàn là cây lá độc không à, xanh lè giống nhà mình thôi à. Bên ổng còn xanh hơn nữa, là nhiều hơn á, mà ổng chắc có lẽ ổng không có biết, hoặc là ổng không có đụng cho nên ổng không có bị. Thì ổng làm đằng sau này nè, mình nghĩ chắc có thể ổng cũng bị trúng lá độc á, mà người ta bị người ta đâu có nói mình, đúng không, thấy lá độc, cây lá độc xung quanh nhà ổng quá trời luôn, có lẽ là lúc ổng làm ổng cũng bị đó chứ không phải không đâu, cũng bị giống mình vậy đó. Thì mình là bị xui cho nên mình không biết, mình không có nghiên cứu, là mình không có kiến thức về cây lá độc hồi trước, cho nên bây giờ mình biết rồi á thì mình phải tránh xa nó, thấy không. Nguyên một bữa nay nè, mình mang đồ giày, áo giày, tay giày này nọ nè, mình cào nè, đâu có ngứa đâu, thấy không? Mình mang bao tay nữa, là mình cứ cào, mà mình cào á, mình đừng có đụng nó, mình lấy cái cuốc với cái đồ cào mình đụng thôi, chứ mình đừng có lấy da của mình đụng nó, mình đừng có bóc nó, là không bị ngứa, thấy không? Mình thấy hơi ngứa ngứa, tại vì mình ở xung quanh cái chỗ này thì nó hơi ngứa ngứa người một chút xíu thôi, nhưng mà không có bị dị ứng nặng, ok? Thì mình là mình phải cẩn thận thôi.
thì nguyên cả tiếng nay mình cào nè, có thấy bị gì đâu, đâu có bị gì nặng đâu, không có bị ngứa nặng, giống như là dị ứng nó nhẹ thôi. Tại vì mình ở xung quanh đây là mình hít hơi đó, thì có thể mình bị ngứa một chút thôi, nhưng mà nói chung là làm là phải cẩn thận thôi. Thì mình sẽ tiếp tục làm đến đâu hay đến đó, làm cho đến khi nào mà coi như là sạch cái đường đi của mình thôi là mình ok rồi. Còn cái chuyện mà để đồ thì nó đã để như vậy rồi, mình đã để như vậy rồi thì chắc có lẽ để chừng trừ khi nào mà mình trừ khử hết cái cây lá độc á, là mình có thể mình mua nó dời nó chỗ khác, có thể mình dời nó qua phía bên kia hoặc là dời qua phía bên này nè. À, mình không biết được, nhưng mà để dưới những cái cây này á thì chắc là không có được tốt rồi. Tại vì những con insect, những con nhện nhện này nọ đó, rồi nó cũng dơ lắm, cây không là lá, mà trừ khi mình chặt bớt mấy nhánh ha. Mà mình tính chặt cái nhánh này hôm bữa đó, cái cây này cây bên nhà của họ đó mà mình tính chặt á, mà bây giờ mình không biết mình có nên chặt hay không. Cái cây đó nó mọc nhìn cũng kỳ quá, thấy không? Đáng lý là mình nghĩ là cái đó là cái chỗ mát, nhưng mà không có nên, không có tốt. Những cái chỗ mát như vậy á, những cái cây như vậy á, nó sanh ra những cái con kiến, những cái con này con kia, nó sẽ nhảy xuống người mình lúc mình làm ở dưới đây, phải không? Cho nên là đừng có bỏ đồ gần ở dưới cái cây là tốt nhất. À, bên phía bên xe mình á, có cây á, tại mình phải đành lòng để như vậy thôi, tại cây nó bự quá mình cũng cắt cũng không được nữa. Thì nhưng mà cây bên đó là cây thông, à, cây thông thì cũng đỡ được một chút đi. Nhưng mà mình không thích lắm, tại đồ mình để ở dưới cây thông mà. À, nó cũng xa xa cái chỗ mình làm việc cũng ok đi, nhưng mà phía bên đây là bắt buộc là phải làm sao mà mình đốn rồi. Thì hôm bữa là mình tính đốn ở phía bên đây nè, vừa đốn cái ngứa quá, đốn mấy cây bên đây cũng nhiều cây lắm á, nguyên một rừng luôn nè. À, không chừng có rắn ở trong đó nữa, mình không biết nữa, tại vì bụi bặm nhiều lắm. À, mình tính là giải tán cái chỗ này nè trước nè. À, chưa gì là đã bị ngứa người quá trời luôn, còn đằng sau kia đó là không có cây gì nhiều đó, nhưng mà cây lá độc quá trời luôn, cây lá độc nhỏ nhỏ đó. Mình bữa mình dọn dẹp ở đây mình để đồ thôi á, chứ là mình cắt hai cái cây thôi là bị ngứa quá trời luôn rồi. Thôi thôi, nói đến đây đủ rồi, nói nhiều quá. Có một hai đề tài thôi mà nói tới 30 phút luôn. Chắc không ai muốn nghe rồi ha. Thôi vì bây giờ Quang Dương tạm ngừng cái video này, nói cho các bạn đến đây là đã đủ hiểu là mình đang làm tới đâu rồi ha. Trừ khử những cái cây lá độc nó như thế nào và nên làm sao sau khi mình có cái sự hiểu biết về cây lá độc á, thì mình sẽ làm như vậy thôi. Một cái nữa là trời ướt á, mình đào nó cũng dễ luôn. Các bạn nhớ là đào lúc mà trời ướt ướt á, nha, đường nó ướt, đất nó ướt ướt á, mình đào nó dễ hơn, không? Chứ đợi mà lúc gió hoặc là nắng á, nó bụi lắm. Đào có thể mình bị allergy nữa. Cho nên là hôm nay á, mình cào những cây lá độc này á, mình rất là thích, tại vì mình không có bị dị ứng. Thấy không? Tại đất nó ướt á, nó ướt rồi thì bụi nó không có bay lên, thấy không? Bụi nó bay lên rồi mình mới bị dị ứng này nọ. Chứ bữa nay ướt á, không có bụi nhiều. Mình đào mình cào đã luôn. À, bên đây là sẵn nói tiện nói luôn, trước khi mình ngưng cái video này, là bên đây là nhà mình, ba mình là đang hình như trồng mấy cái củ khoai hay sao á. Hình như là đây là trồng, không phải là trồng bí đâu. Này là nghe nói là khoai khoai lang đất á. Ừ, khoai lang đất á, khoai lang ngọt hay sao đó. À, cũng không rành lắm, nhưng mà đã làm cái vàng như vậy rồi nè, thấy không, cho nó mọc hai bên ra nè, thấy không? À, thì những cái nhánh này là những cái nhánh hôm bữa mình cắt á, mấy nhánh này cũng là nhánh ngứa đó nha. Không biết tại sao mà ba của mình, chắc lát phải vô nói quá, cái nhánh này là có những cái cây nhánh lá độc đó nha. Không biết tại sao, chắc có lẽ ổng không biết, hoặc là ổng không bị ngứa cho nên ổng không có khe. Nhưng mà mình bị ngứa là mình khe, cho nên là mình phải vô nói cái vụ này nè. Nè, những cái cây lá ngứa, những cái nhánh đó. Ok, thôi bây giờ mình có kiến thức như vậy rồi, thì mình hiểu biết rồi, thì mình cứ làm việc cẩn thận thôi, mang bao tay này nọ là xong thôi. Ok, rồi mình sẽ cho các bạn xem thấy khi nào mà nó sạch thêm một chút nữa đó. Đây đây nè, coi chú Sóc nè. Đây nè, chú Sóc đang leo qua nhà mình nè. Đó, thấy chưa? Đó, chú Sóc đó, thấy chưa? Thấy chú Sóc nhảy không? Chú Sóc nhảy qua cây cây lê nhà mình nè, đó. Đó, sẵn tiện cho các bạn xem luôn, rồi nó nhảy qua cây thông rồi. Nó đi qua cây thông rồi. Đó, đi qua cây thông rồi, chuẩn bị đi xuống nè. Đi xuống đi, leo đi xuống đất á, đi leo qua cái cây cây lê nhà mình nè.
Đó, thấy chú sóc không? Đó, còn trên cây đó thấy không? Đây nè. Đó. Ồ, nó leo làm sao, nó leo làm sao mà cái đầu nó chúi xuống mà nó không té vậy đó. Đó, 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 nó đứng khoảng một giây, mấy giây luôn á. Không té hết á. Đúng là sốc thiệt à. Thôi, vậy thôi các bạn ơi. Video của mình đến đây là chấm dứt nha. Khi nào mà mình làm sạch sẽ, gọn gàng, hết trừ khử nhiều cây lá độc sẽ cho các bạn xem. Nhưng mà đến lúc đó thì chắc có lẽ nhà mình cũng mu đi luôn rồi. Cũng dọn nhà luôn rồi. Không biết vài tháng nữa, không biết như thế nào ra sao, nhưng mà đến đâu thì mình sẽ làm video đến đó cho các bạn xem, theo dõi video của mình về cuộc sống và những việc Quang Dương làm trong Nam Mai ha, hàng ngày. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quang Dương, và xin hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Và nhớ like video mình, comment ở dưới, nhớ share video, và subscribe nha, đăng ký nha, kênh của mình. Mong các bạn thích video và hẹn gặp các bạn video kế tiếp. Tạm biệt, chào tạm biệt, bye.